À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là sáng thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2024. Xin chào anh Nguyễn Hoàng Duyên từ miền Bắc Cali. Xin chào tất cả và chào Hoàng Bách. Sáng thứ ba anh Duyên có khỏe Dạ bình thường. không? Vâng, thưa quý khán giả, trước khi mà chúng tôi nhờ luật sư Nguyễn Hoàng Duyên để mà trình bày phân tích những cái dữ kiện đang xảy ra ở Hoa Kỳ thì cũng có một vài cái tin mà muốn gửi đến quý vị. Khi mà Đức Giáo Hoàng mà nói ra là cần phải có dũng khí để giương ngọn cờ trắng đó, thì chúng ta thấy phản ứng ở Âu Châu rất là trái chiều, phản biện rất là nhiều. Đặc biệt là ngay cả ông ngoại trưởng rồi tới ông tổng thống Zelensky, sau đó là tới ông tổng thư ký của khối NATO là ông Stoltenberg cũng lên phản ứng, và nhiều người cũng phản ứng nữa chứ, ông ngay cả bên Anh cũng phản ứng luôn. Thì đến nỗi là quốc vụ khanh Đức Hồng Y của quốc vụ khanh ngày hôm nay thì lại đưa ra để mà gần như là không nói cải chính, nhưng mà bây giờ Nga là kẻ gây hấn thì phải là ngưng chiến trước trước khi nói chuyện hòa bình. Đó là cái tin mà chúng tôi thấy. Rồi cái sự căng thẳng giữa tổng thống Hoa Kỳ về cái chính sách ở Do Thái, thì chúng ta thấy là ông Netanyahu với ông tổng thống Joe Biden cũng có cái sự căng thẳng, mặc dù đây là hai đồng minh kháng khít. Bây giờ trở lại Hoa Kỳ thì quá nhiều tin nha luật sư Duyên ơi. Là thứ nhất là cái TikTok dưới thời 2020, khi mà ông Trump đó làm còn đương kim tổng thống đó, thì ông đã đưa ra những cái biện pháp là của tìm cách là ngăn cản cái TikTok, bởi vì cái TikTok họ cho rằng là cái công ty mẹ của nó là phát xuất từ Trung Quốc, cho nên cần phải nó có thể đưa những lấy tin tức an ninh của Hoa Kỳ và cấm. Thì mới đây ngày hôm qua trên đài phỏng vấn thì ông Trump ông lại bênh vực về cái TikTok. Đó là cái vấn đề mà trong khi đó đó Hạ viện của Hoa Kỳ vào thứ tư, tức là có lẽ ngày mai hoặc là ngày mốt, thì họ đưa ra đạo luật để mà ngăn cấm TikTok. Bây giờ trước nhất là xin anh Duyên cho biết là tại sao trước đây vào năm 2020 thì chính ông Trump cũng là người cho đây là cái sự nguy hiểm về an ninh của Hoa Kỳ khi dùng TikTok, nhưng mà bây giờ thì ông lại đổi chiều. Trong khi đó thì Tổng thống Biden nói là nếu mà Hạ viện mà thông qua cái dự luật về TikTok ngăn cấm đó thì ông ký ngay lập tức. Xin anh cho cái phân tích để cho quý khán giả chúng ta hiểu, tức là ông Trump đó thì trước đây mình nói ông là thay đổi sáng khác chiều khác, nghĩa là nắng mưa thì ông thay đổi cả ngày mình không biết được, mà bây giờ tới cái chính sách là một điều rất là quan trọng. Chính sách đây của Hoa Kỳ không phải là chính sách của một công ty. Một công ty mình có thay đổi dễ dàng, nhưng mà điều hành một quốc gia nó không có điều hành một công ty. Xin anh cho sự phân tích. Trước khi phân tích, anh Bách có tin gì về cái việc là Donald Trump họp với lại lãnh đạo của công ty TikTok? Dạ, một cái nhân vật mà có cổ phần trong TikTok đó 15%, thì cái nhân vật này là ông Jeff Bezos. Ông này đó thì cách đây mấy ngày có tới Mar-a-Lago gặp Donald Trump, và ông này cũng trong cái cổ phần của một cái gọi là coi như là của Mar-a-Lago, ở chỗ mà của cái club ở Mar-a-Lago đó. Thì ông này là một nhân vật mà có thể là có cổ phần, cho nên mà ông hy vọng là nhân vật tỷ phú này sẽ giúp ổng trong các quỹ tranh cử hoặc là có quyền lợi gì đó chúng ta không biết. Mà chúng ta cũng biết là bà Kelly 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 Kellyanne Conway đó, thì những cái nhà tỷ phú muốn vận động ở quốc hội để mà lobby để mà cho TikTok không có cấm TikTok. Đó là những cái tin mà xin mời anh. Ngày tối hôm qua thì tôi có xem cái chương trình MSNBC, và cái người chỉ dẫn chương trình là bà Rachel Maddow. Bà đưa cái tin TikTok này ra, mà trước khi bà đưa cái tin TikTok, bà đưa một cái sự kiện rất là tương tự và nó đang xảy ra ngay bây giờ, đó là cái hãng bia Bud Light. Nếu mà anh Bách có nhớ cái vụ mà Donald Trump và cái đám mà chống woke đó, họ mở ra một cái chiến dịch mà chống bốc cái hãng bia Bud Light không? Dạ. Đúng rồi. Hãng bia Bud Light đó thì
Lúc đó có một cái người đồng tính, cái người mà một cái người influencer, một cái người mà giống như là ảnh hưởng trong cộng đồng mà là người đồng tính thì đứng ra quảng cáo cho Bud Light. Thì sau khi đó, đó thì Donald Trump lên tiếng chống woke, rồi cái đám cuồng Trump nó theo Donald Trump mà nó chống woke, thậm chí nó làm những cái trò như là dựng cái bia Bud Light lên rồi nó cầm cái súng AR-15 nó bắn gọi là tấn công Bud Light kinh khủng lắm. Và mới cách đây một tháng, mới tháng trước thôi, Bud Light làm một cái, tóm lại là Bud Light họ ra một cái thông báo, họ làm một cái buổi tranh là fundraiser gây quỹ giúp cho Donald Trump một cái. Donald Trump đổi giọng liền tức khắc và bây giờ thì là kêu gọi là đừng có chống Bud Light nữa. Đó là một. Vậy thì cái chuyện mà TikTok cũng vậy. Năm 2020 thì nói rằng là Trung Quốc nhào chính là nắm hết cái chủ cái hãng gọi là cái công ty mà TikTok đó là bị lệ thuộc với chính quyền Trung Quốc, mà vì lệ thuộc như vậy đó nó nguy hiểm cho an ninh của Mỹ. Sau khi rồi chống năm 2020 là chống mạnh, là Donald Trump chống mạnh lắm. Rồi bây giờ sau cái phiên họp mà anh Bách mới vừa nói đó, họp với một người có cái cổ đông rất lớn trong TikTok thì bây giờ đổi giọng. Thì trong lúc mà anh em chúng ta đang nói chuyện nè thì Quốc hội của Hoa Kỳ lưỡng đảng kể cả Dân Chủ kể cả Cộng Hòa trong cái ủy ban mà về về thông tin mạng đó họ vote 50-0 yêu cầu là phải ra một cái luật để mà chống TikTok. Và nếu mà nội trong tuần này sẽ đưa ra cho hình như là thứ năm này đó sẽ đưa ra trên sàn Hạ viện để mà bỏ phiếu và người ta hy vọng rằng cái gói đó nó sẽ thông qua, mà nếu nó thông qua đó thì sẽ qua Thượng viện. Và như hồi nãy anh nói, ông Biden nói rằng là thông qua Hạ viện và Thượng viện thì ông Biden sẽ ban hành, có nghĩa là giới hạn cái hoạt động của TikTok ở Mỹ. Vậy mà chỉ sau cái phiên họp với một tay cổ đông lớn của TikTok, Donald Trump đổi giọng ngày hôm qua nói rằng là coi chừng chống TikTok như vậy đó có hại cho trẻ em, hại cho kids, rồi nói rằng là chống TikTok là làm cho kẻ thù Facebook, kẻ thù của Donald Trump là Facebook đó, nó sẽ phát triển lên. Toàn là những cái tình đó. Bây giờ chúng ta thấy rằng là cứ hễ có mùi tiền đó là có Donald Trump, nó sẵn sàng nó thay trắng đổi đen, nó đổi giọng, nó bây giờ nó ủng hộ Bud Light và bây giờ nó ủng hộ Bud Light thì không có gì wrong hết á mà đã chống, rồi bây giờ quay ra rút lại cái sự chống đó ủng hộ Bud Light. Còn TikTok là nguy hiểm cho cái an ninh của Hoa Kỳ thì bây giờ quay lại ủng hộ TikTok. Điều đó có nghĩa là Donald Trump đang cần tiền ghê gớm. Ngay bây giờ cái câu hỏi rất lớn của chúng ta đó là tiền ở đâu, con số 91 triệu mà đóng cho cái case của bà Eugene Carroll đang đã đóng vào tòa rồi, cái tiền đó nó từ đâu? Ngay bây giờ người ta biết là của cái một công ty nhưng mà người ta không có nói vào chi tiết. Rồi bây giờ còn cái số khoảng nửa tỷ bạc đóng trong cái vụ mà của tiểu bang New York chắc chắn sẽ cần tiền, và tiền từ đâu đó là một vấn đề khác. Nó mới dẫn tới cái việc là ngay bây giờ người ta rất lo ngại cái việc là Donald Trump đã là ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa rồi, và theo cái nguyên tắc, mà nguyên tắc này không phải là luật, không có ai buộc hết đó, nhưng mà các đời tổng thống trước người ta cũng đã làm cái chuyện việc đó, tức là khi mà vào một cái cuộc tranh cử thì cái người mà đại diện của cái phía bên kia đó, bây giờ cầm quyền là ông Biden, phía bên kia là Donald Trump, thì nói là nếu để chuẩn bị trong trường hợp trong tương lai, nếu mà giả sử Donald Trump mà đắc cử đó thì cái việc mà chuyển quyền hành một cách êm thấm đó
nó cũng có bao gồm cái vấn đề là an ninh quốc gia. Thì bây giờ là bên phía bên chính quyền Biden đang chuẩn bị là trong một vài tháng, một thời gian gần tới đó, thì có thể là Donald Trump sẽ được brief, sẽ được báo cáo về an ninh, về tình báo của Mỹ và thế giới. Và bây giờ cái câu hỏi người ta đặt ra rất là lớn nè. Một cái tên mà hết tiền tiêu thì người yêu nó cũng bán, cái gì nó cũng bán hết, thì hỏi rằng là liệu nó có an tâm để mà giao những cái thông tin mật của quốc gia, an ninh quốc gia cho một cái tên như là Donald Trump hay không? Đã từng chống TikTok, bây giờ quay qua ủng hộ TikTok chỉ vì tiền, từng dỏm chống dỏm Bud Light, bây giờ đổi thái độ cũng chỉ vì tiền. Vậy thì an ninh quốc gia mà nằm trong tay của một cái tên mà nó chỉ nghe mùi tiền là cái gì nó cũng bán, liệu nó có an toàn cho cái an ninh của quốc gia hay không? Quay trở lại bên Bắc. Dạ vâng, à, thưa anh thì có câu hỏi với anh là chúng ta biết là công ty Facebook là công ty từ trước tới giờ ít có người phê phán mà giữ an ninh. Người ông Facebook là ông Zuckerberg, cũng là cái người của Hoa Kỳ nữa, dù là có vợ là gốc Việt Nam, người Việt mà gốc Hoa. À thì chúng ta biết, nhưng mà ông Trump ông nói là ông nói là bây giờ đừng để vấn đề TikTok, chứ không thì để công ty Facebook nó lắng up. À, là một cái thứ hai, ổng nói là công ty Facebook là kẻ thù của nhân dân Mỹ. Xin anh cho biết tại sao? Có lẽ là vì vào ngày bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi mà ông Trump kêu gọi những người bạo loạn tấn công vào ở Capitol Hill đó, thì sau đó Facebook họ không cho ông dùng cái trang của Facebook nữa, họ hủy bỏ. Có lẽ đây là cái mưu thù người ta chỉ dẫn rất rõ, nghĩa là cấm ông vì vấn đề bạo loạn mà bây giờ ông vẫn thù dai tới giờ này. Ông nói là bây giờ Facebook là kẻ thù của nhân dân. Mời anh. Thực sự Donald Trump chỉ là thù vặt thôi. Bây giờ tôi giả sử mà Facebook lại làm một cái cuộc gây quỹ cho Donald Trump nữa đó, thì Donald Trump cũng sẽ đổi giọng thôi. Thành ra thôi thì một cái đơn giản là như vậy nè. Người nào mà được Donald Trump mà thù đó thì nên lấy làm hãnh diện. Nó khác. Đây là một cái chuyện tôi đùa nè. Nancy Mace lên trên đài ABC nói chuyện với lại ông George Stephanopoulos. Bà nói bà là người nạn nhân của hiếp dâm. Thì George nói là như vậy thì tại sao bà lại ủng hộ Donald Trump là một người hiếp dâm? Là bà giãy đành đạch liền tức khắc. Có nghĩa là ủng hộ Donald Trump. Bà nói George là shame bà, sỉ nhục bà. Vậy có nghĩa là trong óc của bà không nói ra thôi, nhưng mà tiềm tàng trong cái đầu của bà đó là ủng hộ Donald Trump là một điều sỉ nhục. Cho nên người ta chỉ hỏi là vì lý do gì mà bà ủng hộ Donald Trump, thì chỉ trả lời thôi, bà giãy lên đành đạch liền thứ khác. Nó cũng rất tương tự như mà bây giờ ngồi xuống mà nói chuyện với những cái tay Việt Nam mà cóc cắn ở trong cộng đồng Việt Nam đó, nhiều khi tôi chỉ hỏi thôi và chỉ có nói chuyện bình thường thôi, mà khi mà tôi đặt câu hỏi đó thì họ có cảm giác là họ bị tấn công. Tôi nói không, tôi không có tấn công, tôi đặt câu hỏi thôi mà. Cho nên bây giờ mà nói rằng là Donald Trump mà chỉ trích Facebook đó, thì cái câu trả lời là ra chỉ trích thì chỉ trích như vậy thôi. Nó cũng là một cái danh dự khi mà Trump nói là báo chí là kẻ thù của nhân dân, báo chí rất hãnh diện, rồi Facebook là kẻ thù của Donald Trump, Facebook rất là hãnh diện. Nhưng mà nếu như tôi nói rất rõ, Facebook chỉ cần là làm một cái fundraising gây quỹ cho Donald Trump thôi là em nó đổi giọng liền. Quay trở lại. Thưa anh vừa nêu lên một con người mà vì tiền bỏ quên đi cái quyền lợi của cộng đồng, quyền lợi của quốc gia đó, thì người có quá nguy hiểm. Không phải đây là điều anh Duyên nói, mà thưa quý vị khán giả đang nghe đài, quý vị nếu mà theo dõi trên các đài, đây nó có rõ ràng là ông Donald Trump đã gọi là, nghĩa là ai mà cho tiền ổng á thì ổng coi như là bạn rất rõ ràng, mà ai mà chống ổng á
là ông tìm cách ông trả thù. Thì cái lời nói của ông tổng thống Joe Biden á, chúng tôi thấy là lời kết trong cái bài diễn văn liên bang nó cũng rất là hay. Ông nói quý vị quan tâm về tuổi tác thì ai cũng tới cái tuổi đó thôi, nhưng mà cái tuổi tác không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là quan trọng cái trí tuệ của con người, cái suy tư của con người. Và cái suy tư đó tới ngày hôm nay nó thay đổi hoàn toàn là sao? Cái suy tư đó nó phải phù hợp với cái thế giới ngày hôm nay, phù hợp với thời sự. Cái suy tư mà bây giờ tạo nên cái sự chia rẽ, tạo nên cái kỳ thị, tạo nên nghĩa là nước Mỹ trên hết, thì cái đó suy tư đó mới là nguy hiểm. Cái suy tư đó ông muốn nói tới cái người tiền nhiệm, tức là cái suy tư chia rẽ trả thù của Facebook, nghĩa là ai mà đụng tới mình đó mình trả thù kỳ thị chủng tộc thì không tạo hòa bình mà rất là nguy hiểm. Thì thưa anh, cái điều này đó, cái câu kết của ông tổng thống Joe Biden trong cái thông điệp đó nó quá hay, nó quá hay, là đánh tan đi những người mà cứ nghĩ rằng ông là người ông già buồn ngủ rồi lớn tuổi quan tâm. Nhưng mà sau đó mình thấy nó dễ tỏa được cái đó là chỉ sau 24 tiếng đồng hồ cái bài diễn văn liên bang đó thì ông thu về được 10 triệu đô la. Người ta cho rằng đây là kỷ lục trong cái vấn đề vận động. Mình không nói về cái vấn đề đó là mà xin anh về cái vấn đề là cái người lãnh đạo đó. Nó rất là quan trọng, không phải lãnh đạo cho nước Mỹ mà lãnh đạo cả thế giới. Cái liêm sĩ, cái đứng đắn, cái nhân cách đó mới là quan trọng. Còn người mà lãnh đạo không có nhân cách đó thì rất là nguy hiểm. Mời anh có thể chia sẻ về cái suy nghĩ của anh. Khi mà anh Bách nói rằng là Donald Trump khi mà còn vì tiền đó thì trở nên được đối thủ của tất cả mọi người đó. Đừng có nói đâu xa, nói trong cái gia đình của Donald Trump thôi. Chỉ vì tiền mà Donald Trump đã lường gạt mấy đứa cháu. Ông anh ruột mất rồi, ông bố chia tiền, chia cái tài sản cho tất cả các con thì là chắc chắn là chia công bằng. Donald Trump đã lường gạt mấy đứa nhỏ tới mức độ mà cuối cùng thua kiện xong. Dĩ nhiên thua kiện, nhưng mà cái tiền mà mấy đứa cháu nó lấy được đó cũng chỉ bằng một phần rất là nhỏ, bởi vì Donald Trump khai gian cái tài sản. Chính vì vậy mà mấy đứa con của ông anh đó, mấy đứa cháu đó, nó khinh tới bây giờ. Chính vì vậy mà cái cô Mary Trump, cái cô cháu gái đó mà khinh khinh Donald Trump lắm thì chúng ta biết rồi. Vậy thì hỏi là cái nguy hiểm cho quốc gia, chúng ta không có cái câu trả lời về cái việc này. Vì lý do gì mà Donald Trump vừa xong cái nhiệm kỳ tổng thống là Ả Rập Saudi chung liền cho Jared Kushner 2 tỷ Mỹ Kim. 2 tỷ Mỹ Kim đó là cho cái gì? Vậy thì tất cả những gì mà Donald Trump làm toàn là bạc tỷ không à? Thì cái câu hỏi đó, trong cả cái cuộc đời của Donald Trump đó, chúng ta tự hỏi một câu thôi. Có một cá nhân nào mà trong lúc mà ra đời đó vào khoảng 40-50 năm mà hơn 5.000 vụ kiện không? Có ai mà đang làm tổng thống mà dứt vừa xong cái chế độ, chỉ vừa xong cái nhiệm kỳ tổng thống đó mà bị kiện từ dân sự tới hình sự không? Có ai mà xong cái chức tổng thống một cái đó là ngay bây giờ đã thua trước tòa 83, tất cả là 90 mấy triệu đó cho bà Jean Carroll, rồi gần nửa tỷ bạc thua cái tiểu bang New York? Có ai là như thế không? Và một cái con người như vậy mà tối ngày mở miệng ra thì chỉ có tiền, tiền và tiền. Toàn là tôi là nạn nhân, xin tiền. Thì hỏi rằng là chúng ta có tin vào một con người như vậy thật sự ngồi xuống làm ăn bình thường đó, mà nhìn cái mặt của cái thằng điếm như thế chúng ta còn tin hay không? Chứ đừng nói chi là giao cái vận mệnh của quốc gia, của nước Mỹ cho Donald Trump. Quay trở lại. Anh nói về cô cháu của ông Trump, tức là cô Mary Trump, có viết một cuốn sách, nghĩa là
gia đình tôi đã sinh trưởng một con người nguy hiểm cho cả thế giới nghe quý vị, đó là cháu của bằng chú ruột ra, chứ không phải là người ngoài, không phải là người ngoài bình luận mà phê phán, là cháu ruột ra, để quý vị thấy là trong gia đình họ cũng thấy là đó là một người rất nguy hiểm. Rồi bà cô đó, bà cô tức là chị của ông Trump hay là em ông Trump đó, cũng là một thẩm phán, bà qua đời rồi. À, khi viết cuốn sách này thì cô cháu nó có trình cho bà cô qua thì bà cũng đồng ý như vậy, để cho thấy là trong cả gia đình á, mới ra gia đình mới là quan trọng, khi mà gia đình họ nói lên cái đó là đúng sự thật. Còn mình ở ngoài mình nhận diện có thể không đầy đủ về con người của Donald Trump, nhưng mà thưa quý vị, qua 4 năm rồi tiếp tục tới 3 năm sau và bây giờ ông ra tranh cử đó, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Bây giờ thì một cái điểm mà khá quan trọng ở trong đảng Cộng Hòa, trước đây người ta nói đảng Cộng Hòa truyền thống của đảng Cộng Hòa mạnh duyên hay là chúng tôi ngưỡng mộ là Abraham Lincoln hay là của ông Reagan đó, thì bây giờ nó bị đánh mất rồi. Khi nói đánh mất đó, thì quý vị cũng không chưa tin. Bây giờ quý vị nhìn vào ông Trump, ông đề nghị hai người vào thay thế đồng chủ tịch của đảng Cộng Hòa, tức là RNC đó, đồng chủ tịch của đảng Cộng Hòa. Thì quý vị khi thấy đó là mà hai người đồng chủ tịch này đó, bây giờ ngày hôm qua tức là ngày thứ hai, họ đã nhận chức, họ đã coi như họ vào, họ thay thế cái bộ phận mà trước đây đã điều hành. Thì thưa anh Duyên và thưa quý khán giả, ngày hôm qua là ngày đầu tiên họ nhận chức, và hầu hết họ đưa ra cái thư của người mà giám đốc đó, họ gửi cái thư cho nhân viên tất cả, họ dự trù là sa thải trên 60 người, trong đó có ban tham mưu mà họ chưa cho biết là những người gọi là qua về mặt chính trị truyền thông, tất cả những cái cơ cấu đó họ sa thải toàn bộ. Và họ nói là trong cái thư họ nói là nếu mà quý vị muốn ở lại xin ở lại cùng làm việc đó thì viết đơn coi như là xin việc trở lại vậy đó. Tức là cái đảng Cộng Hòa này rõ ràng, nếu quý vị từ trước tới giờ những người mà Việt Nam, Miss Việt Nam đó mà có tin theo nó, đảng Cộng Hòa tu theo đó là vì đảng Cộng Hòa đó, thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng là đảng này đảng của Trump, không có bao giờ mình thay đổi đưa người của mình vào đó, như là cô Lara Trump là con cháu dâu này, rồi ông Michael Wesley là ông này là cũng là đệ tử trung thành với ông Trump, rồi đưa một người khác nữa là hiện tại đang là làm điều hành ban vận động tranh cử của ông Trump vô làm chánh văn phòng của đảng Cộng Hòa, thì coi như ông Trump đã nắm toàn bộ đảng Cộng Hòa. Như vậy một cái đảng mà mình nhiều người ngưỡng mộ, thì bây giờ anh thấy đảng này đảng đảng của Trump, thì xin anh đánh giá tại sao ông Trump ổng muốn tìm cách lũng đoạn cái đảng Cộng Hòa và trở thành đảng của Trump, mà mới đầu tiên, mới bước vào ngày đầu tiên mà đã quyết định sa thải toàn bộ hết, thưa anh. Cái vì sao, cái lý do vì sao thì rất rõ ràng rồi, vì tiền và vì quyền. Donald Trump nó chỉ có cái chuyện đó thôi, đơn giản lắm. Cái câu hỏi là vì sao mà Donald Trump mở sòng bài? Vì tiền. Vậy thì mấy sòng bài nó đi tới đâu? Phá sản. Vì sao mà Donald Trump cố gắng giành cái đảng Cộng Hòa? Cũng vì tiền, vì quyền. Rồi cái số phận đảng Cộng Hòa sẽ đi tới đâu? Nó sẽ phá sản. Quay trở lại. Thưa anh, người ta cho rằng là ông Trump đó, ông khôn nhưng mà ông chưa ngoan. Nếu mà ông ngoan đó thì ông sẽ đạt được, nó nguy hiểm cho nước Mỹ. Cho nên người ta cho rằng nước Mỹ đó, tuy là 4 năm của ông Trump nó có xui xẻo, nhưng mà chính cái đó nó sẽ làm cho nước Mỹ thức tỉnh và cái hồi chuông báo động để người ta thay đổi. Và có lẽ trong tương lai họ, đảng Cộng Hòa họ cũng chấn chỉnh lại. Thứ nhất là chúng ta thấy chưa làm tổng thống mà đã tuyên bố là rút Mỹ ra khỏi NATO, chưa làm tổng thống mà đã tuyên bố là tôi sẽ thay đổi Medicare và sẽ tăng tuổi già lên về hưu thay vì 65, có thể tăng tuổi chưa nói rõ, à cũng như là chưa gì hết mà gọi là chứng tỏ những cái điều mà mình tuyên bố trước. À, ví dụ như tôi lên đó là cái điều đầu tiên vào ngày đầu tiên của tôi đó là tôi đóng cửa biên giới. Ngày đầu tiên của tôi là tôi thả tất cả những người bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 mà Bộ Tư pháp đã xét xử các bạn là những người bị ám hại. À, các bạn như vậy là chính ông Trump ông giữ lại Bộ Tư pháp. Cũng chính ông Trump ông ra tòa.
mà ông đi năm nay cho nên cuối cùng á, là chính vị bồi thẩm đoàn họ thấy cái cử chỉ không có lễ nghĩa vào trong tòa, mà một người đã từng là lãnh đạo tổng thống, là từng là tổng thống đâu phải là người thường dân mà không biết, lúc thì ra lúc thì vô rồi tuyên bố chúng tôi có nhiều tiền quá, cuối cùng là những người này họ ra cha này hống hách quá, họ cho ảnh là 83 triệu đô la, cho 83.3 triệu đô la. Tất cả những cái người đó họ cho rằng là ông Trump đó, ông có cái bản chất, có bản tính, họ cái dời sông dời biển thì dễ dễ dời, nhưng mà dời cái bản chất của con người rất là khó dời. Chính vì cái yếu tố đó, đó mà ông Trump đó, khó mà được người ta, nếu mà những người cuồng thì chúng tôi không nói, nhưng mà nói chung đó, những người họ nhìn cái tư cách, cái phẩm giá, cái liêm sĩ, cái nhân cách đó, nó không có thì làm sao lãnh đạo được. Cho nên bà Nikki Haley là người đảng Cộng Hòa chạy đua vào tòa Bạch Ốc với ông, mà bà nói là ông Trump đó không xứng đáng là có một cái bằng lái xe, chứ đừng nói là đứng ra ứng cử tổng thống. Thì xin anh, người ta cho rằng ông Trump ông khôn mà ông không ngoan. Nếu mà ông kín đáo như là Tập Cận Bình, như là Putin nữa, thì chắc nước Mỹ là gặp nạn còn nguy hiểm hơn nữa, thưa anh. Anh Bách nói là người ta nói Donald Trump khôn mà không ngoan. Cái đó là người ta. Còn tôi thì tôi nói Donald Trump có khôn hay không? Bây giờ, common sense đây. Donald Trump có phải là một người khôn không? No, nó là một thằng ngu. Nó ngu từ cái kiến thức cuộc đời. Nó ngu từ cái học vấn. Một cái thằng mà mỗi một lần nó mở miệng bất kỳ một cái điều gì là trật hết. Thì hỏi là thằng đó có khôn hay không, mời gia đình người Việt Channel chúng ta trả lời. Và nó đã không khôn rồi mà nó cũng có ngoan, cái câu trả lời là cái thằng này nó điếm, cho nên phải nói là khôn ngoan, thật sự phải nói đúng là đần điếm. Mà thường thường cái cuộc đời nó lạ lắm, thằng điếm thì không đần mà thằng đần thì không điếm. Một cái thằng quái vật duy nhất là Donald Trump, nó vừa đần vừa điếm. Và khi tôi chửi nó như vậy thì người ta nói tôi nặng lời. Thì đây là cái câu trả lời của tôi nè. Người ta nói tôi nặng lời, tôi có khác gì Donald Trump không? Thì tôi nói là nếu mà ông thấy tôi không có khác Donald Trump thì ông lạy tôi đi. Là tại vì đối với cái thằng vừa đần vừa điếm đó, chỉ phải dùng đúng cái chữ cho nó thôi, chứ đừng có phân tích mà khôn với ngoan. Nào là ông ta khôn mà không ngoan, nó khôn hồi nào? Cho nên mỗi một lần, bây giờ chúng ta nói tới Nikki Haley. Nikki Haley nói rằng là Donald Trump không xứng đáng để mà là, để mà có cái driver's license nữa. Bây giờ nói thì ngon lắm. Tôi chỉ mong là tôi đoán sai. Tôi chỉ mong là từ đây tới tháng 11, Nikki Haley một là im lặng, giữ khoảng cách để bà còn giữ được cái phẩm cách của bà. Còn nếu mà bà còn lảng vảng đến gần Donald Trump tới một cái lúc nào nữa mà bà đổi giọng đó, thì cái con người mà không xứng đáng có được cái bằng lái xe đi nữa đó, tức là thằng ngu, thằng đần và thằng điếm đó, mà nó lại được bà ca tụng, được bà ủng hộ, cái tương tự như cái bà Nancy Mace. Bà biết là ủng hộ Donald Trump là shame, là nhục, mà bà vẫn ủng hộ, thì tôi sẽ thất vọng vô cùng. Nhưng mà tôi e rằng là cái sự đoán của tôi về Nikki Haley đó, tôi mong là tôi đoán sai, nhưng mà tôi ngờ rằng nó sẽ đúng. Cho nên cái chữ khôn và ngoan mà phân tích đó, tất cả những cái vấn đề mà gọi là đặt những cái tiêu chuẩn để mà phân tích một con người về trí tuệ, về phẩm cách, về nhân cách và cái đạo đức tối thiểu của một con người đó, hoàn toàn không áp dụng được cho cái thằng Donald Trump. Quay trở lại bên Bắc. À, xin hỏi anh Duyên là có lẽ anh xem là sau khi cái bài diễn văn liên bang của Tổng thống Joe Biden đạt được thì Nga là cái nước mà công kích nặng nhất. Đó là ông Medvedev. Mặc dù ông Medvedev á, là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, mà trước đây ông đã từng làm tổng thống rồi thủ tướng, ông dùng những lời lẽ rất là nặng để ông nói với ông tổng thống Joe Biden, về tổng thống Joe Biden. Phải chăng là tổng thống Joe Biden đã ví ông vào năm 1941 khi mà tổng thống Roosevelt đó, lúc đó, đó ông tới ngay trụ sở của
Capitol Hill tức là trụ sở của Quốc hội, ông đặt bài diễn văn để kêu gọi nước Mỹ liên kết cùng với các quốc gia đồng minh để chống lại độc tài Hitler. Lúc đó, đó là độc tài Hitler, ông muốn nhắc tới độc tài Hitler. Và vào ngày mùng 7 tháng 3 năm 2024 thì chính ông Joe Biden cũng tới trụ sở Quốc hội lưỡng đảng để đọc một bài diễn văn để liên minh với các quốc gia đồng minh của mình chống lại Putin giống như Hitler vào năm 1941. Thì có lẽ vì cái yếu tố này, trước đây thì Tổng thống Joe Biden gọi ngay là ông Putin là sát nhân. Bây giờ gọi Putin là tên Hitler. Trong khi đó thì Donald Trump không có hề đả động gì mà còn khen ngợi Putin là thiên tài. Thì thưa anh, có lẽ là vì cái sự tức tối hay là Tổng thống Joe Biden nói ngay nói thật, ông không thích ai là ông nói thẳng. Anh nghĩ sao về cái vấn đề mà phản ứng của Nga nó nặng nề như vậy? Tôi có một lần tôi nói chuyện với những người quen biết với tôi ở trong cộng đồng Việt Nam đó. Thì họ nói là ông Duyên coi chừng là cái đám mà bạn của tôi đó nó sẽ ra, nó sẽ đánh ông đó. Thì tôi cười. Tôi nói là ông nói giùm cái đám bạn của ông đó, tụi nó làm ơn nó đánh giùm tôi đi. Nó nên mua radio, nó lên trên đài, nó lên trên báo, nó mới cầm cờ, nó ra trước văn phòng tôi, nó biểu tình đi. Là tại vì tụi nó mà nó đánh tôi đó, mẹ tôi vui vô cùng. Cái đám đó mà nó cất lời, nó khen tôi, mẹ tôi nhục là tôi chết. Tôi như vậy. Thì bây giờ hỏi là cái thằng mà nó chửi ông Biden bây giờ, nó tên là cái thằng Medvedev. Nó là một cái thằng nô tài của Putin. Nó là một cái thằng mà Putin là một thằng sát nhân. Thằng này là nó cầm dao cho cái thằng sát nhân. Thằng đó mà nó khen ai đó, chắc là mình nhục mình chết đó. Thành ra nếu mà nó chửi ông Biden đó, thì tôi nói rằng là yes, tôi không có ngạc nhiên gì khi mà những cái thằng như là Medvedev hay là thằng Orbán hay là thằng Tập Cận Bình mà nó chỉ trích ông Biden, không có cái gì lạ hết. Mấy thằng đó mà nó lên tiếng mà nó ca ngợi ông Biden là chúng ta sẽ buồn vô cùng, quay trở lại. Vâng, anh vừa nhắc tới Viktor Orbán. Đây là một cái điều cũng rất là lạ. Một ông đang là tại chức thủ tướng của Hungary mà lại ngày mùng 8 qua bên Hoa Kỳ, tức là ngày mùng 8 là ngày thứ sáu vừa rồi đã tới Mar-a-Lago gặp Donald Trump và họp với Donald Trump hơn tiếng đồng hồ. Và sau đó anh chàng nó ở lại để nghe nhạc nữa. Thì nói tới Hungary đó, Hungary là nước thành viên của NATO, cũng thành viên trong Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là EU đó, thưa quý vị. Nhưng mà chính ông này cản trở rất là nhiều cho NATO cũng như là cho EU. Họ rất là bực mình và họ có một gói ngân sách viện trợ cho ông, nhưng mà họ cầm lại, họ không cho viện trợ. Rồi cuối cùng á là ông cản trở Thụy Điển và Thụy Sĩ vào ở trong NATO, nhưng mà cuối cùng rồi dưới cái áp lực rồi cuối cùng cũng đồng ý cho Thụy Điển và Thụy Sĩ NATO. Nhưng mà ông này rất là độc tài, là dân túy mà là thân Putin giống như là Donald Trump, cho nên đi qua bên này đó không đấy. Tổng thống Biden đúng là nếu mà có dịp thì cũng mời cho ổng là ngăn cái bài diễn văn ở Quốc hội, nhưng mà không không có cho ai tới, mà là tới Mar-a-Lago. Mar-a-Lago họp để chi? Ổng nói là ổng liên minh với Donald Trump, mà ông nghĩ là ông Donald Trump sẽ thắng. Như cái nhìn của ông, Donald Trump thắng sẽ đem lại hòa bình cho Ukraine và đem lại hòa bình cho thế giới mà ông thành lập ở liên minh. Thì thưa anh, với ông Trump mà ông tiếp xúc một cái người mà ít có người mà đang tại chức, có hầu như là không có, ít có người ngoại quốc mà đang tại chức mà nói ủng hộ cá nhân này và cá nhân kia, đặc biệt là ở Mỹ, ông đó ông ủng hộ Trump để cho ông Trump thắng. Tức là cái điều đó là nếu mà người lãnh đạo quốc gia là đã tầm bậy rồi. Cũng như là ở trong có cái đảng phái của Việt Nam đang hoạt động đây, gọi là đấu tranh cho dân chủ Việt Nam đó, mà tôi ủng hộ đảng Cộng Hòa mà tôi chống ông Biden là đã bậy rồi. Bởi vì hai đảng thay phiên nhau để lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ, không có đảng nào là thiên tả, không có đảng nào là xã hội chủ nghĩa hết. Nhưng mà mấy ông đảng ở Việt Nam đó cũng đã nghĩ sai rồi, sai cho nên từ cái tiền đề đó họ không có khả năng để họ lãnh đạo ai trong tương lai. Bởi vì anh tiền đề anh biết là hết
Cảm Cộng Hòa thì tới Dân Chủ, mà anh ủng hộ một đảng, tức là anh công khai đứng về phía vẻ thì cứ người Dân Chủ, như là trước đây là mấy đảng phái nói là tôi không dám nói, không nêu tên, nhưng mà có một số đảng phái nó ủng hộ ông Trump giống ông Biden. Thì bây giờ ông Biden lên vậy mà còn viết thư nói là đồ hổ nhân quyền cho Việt Nam, không biết là họ có nhục không tôi không biết. Nhưng mà thưa anh, trở lại vấn đề Victor Orbán, anh cho cái nhận định của anh một người đoàn tài chức đấy để liên minh với Donald Trump, mà là biết đâu là đây là cái thông điệp để cho ông Donald Trump gửi cho ông Putin. Bởi vì giữa hai người này đó, ông Viktor Orbán rất thân thiện với Putin cũng giống như Trump vậy đó, thì có thể là trước đây người ta nói là tới cơ cai sinh, qua bên đó phản gián cũng là đi mang thông điệp cho Putin, và ngược lại là gửi cho Donald Trump. Thì ông Viktor Orbán vừa rồi tới Mar-a-Lago có làm cái nhiệm vụ này không thưa anh? Đi đi từng điểm một. Viktor Orbán là một thành viên của cộng đồng Âu Châu, vậy mà toàn thể cộng đồng Âu Châu gần như là Orbán là tên thủ tướng duy nhất chống lại toàn cộng đồng. NATO cũng vậy, là cái phiếu duy nhất chống lại toàn tập thể NATO. Nó nói lên cái gì? Nó nói rằng là Orbán không có belong, không có hòa nổi vào trong một cái hệ thống mà người ta được thành lập bởi vì hòa bình và an ninh của thế giới, thì đó là Âu Châu. Còn đi qua Mỹ, Orbán đi qua Mỹ đó thì chỉ có một mình Donald Trump là tiếp thôi. Ngay cả những cái, dĩ nhiên những cái đứa đứa mà gọi là dân biểu nghị sĩ mà nó cuồng Trump, nó ủng hộ Trump vì cái lợi ích chính trị của nó có mặt ở cái buổi tiệc đó hay không thì chúng ta vì thông tin nó không đưa ra thì chúng ta không biết, nhưng mà ngay cả họ có mặt đi nữa đó, họ có lên tiếng họ ca ngợi Orbán hay không, câu trả lời là không. Chỉ có hai cái thằng điếm, rõ ràng thằng điếm ở bên 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 khi thằng điếm mà nó đi tới một cái địa phương, nó đi vào đâu nó để mà nó thăm, nó đi vào cái Lầu Xanh để mà nó thăm, thì thằng Orbán mà khi mà nó qua tới Mỹ nó đi đâu, chỉ có một nơi duy nhất mà tiếp đón nó thôi là Mar-a-Lago, chứ còn đâu có ai mà mời. Thành ra cái câu hỏi mà rằng là vì sao Tổng thống Biden không mời, nó rất là rõ ràng là người ta không mời tới chỉ vì thằng này là thằng điếm, nó belong to Mar-a-Lago, nó thuộc về cái chỗ nhớp nhúa đó, chứ nó không có thuộc về những cái chỗ mà làm việc đàng hoàng. Cho nên cứ nhìn cái cách mà Orbán đi qua đó, rồi đây là cái lời mà Orbán tuyên bố nè, khi mà hai thằng điếm nó gục đầu nó vào nó nói chuyện với nhau như là cái hình mà anh đưa đó, câu kế tiếp là gì? Nó tuyên bố là nếu mà Donald Trump đắc cử đó thì không có một penny nào cho bên phía bên Ukraine nữa hết, và Ukraine sẽ không đứng vững trên hai cái chân của mình, do đó sẽ có hòa bình. Đó là cái hòa bình, cái kiểu của Orbán, cái hòa bình, cái kiểu của thằng điếm Donald Trump và cái hòa bình của cái thằng giáo chủ Putin của tụi nó rõ như vậy thôi. Sở dĩ mà tôi nói cái điều này mà tôi nói nặng đó là tại vì nhắc nhau lá phiếu của chúng ta vào tháng 11, chúng ta có chấp nhận một điều là một cái đất nước mà nó lọt tay vào một cái thằng điếm già, cái thằng điếm đốn mạt như là thằng Donald Trump một lần nữa hay không? Bởi vì trong cái thế giới đó chúng ta sẽ thấy gì? Ta sẽ thấy một cái thằng Marco như cái thằng Orbán này, nó lên nó có quyền trên tay rồi nó bắt đầu nó lớn ở bên châu Âu. Rồi chúng ta thấy là Ukraine cầm cờ trắng theo theo cái lời đề nghị của Ngài Giáo Hoàng đó để mà đầu hàng nước Nga. Chúng ta thấy Ukraine đầu hàng nước Nga, Nga gây xáo trộn ở châu Âu và copy cái chuyện đó, đó là Tập Cận Bình sẽ gây xáo trộn ở ở châu Á. Chúng ta có muốn sống trong cái thế giới như thế hay không? Cho nên lá phiếu của chúng ta vào tháng 11 này vô cùng quan trọng. Quay trở lại với anh Bách.
Dạ vâng, mà nó vô cùng quan trọng, nhưng mà mình nhắc nhở hoài chứ không thì khán thính giả mình cũng dễ quên lắm, đặc biệt là khán thính giả mà ngay đài đầu gành cuối bãi hoặc là người Việt channel thì đa số là những người có cái khuynh hướng ủng hộ dân chủ. Ở đây mình không phê phán cá nhân của Trump, nhưng mà phê phán về con đường mà ông Trump đó hiện tại đang là lãnh đạo. Người chúng ta đọc sách Đạo, giết một người mà mua người sướng đó, thì tại sao không giết? Bây giờ một người mà đem lại cản trở cái nền dân chủ của Mỹ, phá hủy cái hiến pháp của Hoa Kỳ và là ca tụng những nhà độc tài, thì chúng ta người đó là ai vậy? Thì chúng ta biết chứ, là mình phải có một cái thái độ rất là rõ ràng. Ông không phải là một cá nhân mà ông là nguy hiểm cho cả nước Mỹ nữa. Và ông có thể ông nói rằng là Joe Biden là hủy hoại cái nền dân chủ của Mỹ, là đưa nước Mỹ tới tệ hại, là một tổng thống tệ hại nhất. Nhưng mà ông không biết ông là hội đồng mà duyệt xét gồm các nhà sử gia thì đánh giá ông Donald Trump là người đứng thứ 45, tức là người đứng chót, là tệ nhất của nước Mỹ, mà ông không biết, mà ông nói là ông Joe Biden tệ nhất. Cho nên ông Trump là ông dùng những cái ngôn ngữ để ông sát phạt người ta, ông chụp mũ người ta, nhưng mà không có suy nghĩ. Thưa anh, bây giờ thì cái vấn đề mà có lẽ ngày hôm qua trên cái đài CNBC có phỏng vấn ông Donald Trump nói về cái vấn đề Medicare, Medicaid và cái quỹ mà cho người già trong tương lai đó, nó có bị hao hụt, ông có cái biện pháp nào không? Thì ông nói là cắt giảm Medicaid, Medicare và có thể là nâng cái tuổi về hưu, vân vân và vân vân. Trong khi đó thì Tổng thống Joe Biden phản pháo, nếu chúng tôi còn làm Tổng thống, chúng tôi không có bao giờ để những cái sự kiện này xảy ra về mặt Medicare, người nghèo, và đặc biệt là không có nâng tuổi về hưu cao hơn. Xin anh cho nhận định về cái bài phát biểu của ông Donald Trump, thưa anh. Trước hết, Medicare và Medicaid đó là một cái hình thức bảo hiểm về y tế. Chúng ta tới tuổi thì chúng ta phải bỏ tiền ra chúng ta mua Medicare. Nếu mà bây giờ giả sử đây là cái lối suy nghĩ của mấy người Cộng hòa nè, họ nói là tại sao không để Medicare mấy người già đó là đi mua mua bảo hiểm sức khỏe ở bên ngoài đi, mua của mấy công ty bên ngoài đi. Có nghĩa là họ vùi, nghĩa là họ đẩy những cái người mà lớn tuổi, những người mà thu nhập mà bị giới hạn đó đi vào chỗ chết. Là chỗ này chúng ta biết mà, các hãng bảo bảo hiểm tư đó, cái chi phí của họ cho vấn đề cho vấn đề quảng cáo nè, cho vấn đề hành chánh nè, điều hành nè, rất là cao. Chính vì vậy mà họ không thể nào có cái giá thấp như là Medicare được hết đó. Vậy thì mỗi một cái người mà tới 65 tuổi ở Mỹ này, chúng ta phải mua Medicare, có nghĩa là chúng ta mua một cái bảo hiểm ở cái giá thấp để cho sức khỏe của mọi người. Mà còn đi xa hơn nữa, chúng ta biết là cái quỹ dự trữ liên bang, có nghĩa là cái ngân khố của Mỹ đó, là tiền thì rất là nhiều, lo cho dân thì được. Cái vấn đề còn lại là nếu mà lo cho dân mà để thâm thủng đó thì làm tiền đâu mà có, nó dựa vào thuế. Thành ra khi mà nói những cái chương trình Medicare hay là Medicaid mà bảo hiểm sức khỏe cho dân đó, luôn luôn nó gắn liền tới cái vấn đề thuế. Năm một cái hồi mà lần cuối cùng cái mà gọi là thuế suất của mấy người đại gia mà rất là cao đó, là ông tổng thống Eisenhower, đó là một ông tổng thống Cộng hòa. Những cái công ty, những cái người mà gọi là cái thu nhập của họ mà rất là cao đó, thì ở cái mức cái thu nhập bình thường của họ thì không nói, nhưng mà ở lên trên cái mức cao đó, có nghĩa là chúng ta nói với cái thời giá tiền bây giờ chắc có nghĩa là lên bạc triệu đó, thì lúc đó cái mức thuế suất tối đa dành cho người giàu và đại công ty đó nó vào khoảng 92%. Rồi từ từ đó cái giới nhà giàu nó mới là không không chấp nhận cái chuyện được đó nữa, nó mới áp lực. Tới thời ông tổng thống Reagan đó là ông hạ cho tới cái mức thấp nhất là 27%, 27% across the board đó, là cho tất cả mọi người đó. Tuy nhiên đại gia
họ vẫn tìm có những cái lỗ hổng về thuế má mà cho do chính mấy ông chính khách mà viết đó, họ khai tới khai lui rồi gần như là họ trả là có những công ty trả là zero đồng, 0% nữa. Và trong cái bài diễn văn tôi nói cho nó nhanh mà mình fast forward, trong cái bài diễn văn thông điệp của cái liên bang vào hôm tối thứ năm vừa rồi đó, thì tổng thống Biden nói rất rõ không thể chấp nhận được là những người giàu sụ, những người làm lương lớn, thu nhập cao và đại công ty mà cái suất trung bình của họ khi họ đóng thuế chỉ có 8.2% thôi. Có nghĩa là tiền thâu vô thì rất nhiều mà họ khai đủ thứ, trung bình. Có những công ty đàng hoàng họ trả, có những công ty trả zero đồng. Donald Trump chúng ta biết trả 750 đồng. Mặc dù nó gian lận của nước Mỹ cỡ nào, nó trả 750 đồng thuế. Người thường như chúng ta có được trả cái mức đó hay không? Không. Trung bình của đại gia, của đại công ty là 8.2%. Cho nên trong cái chương trình ngân sách sắp tới của Tổng thống Biden á, ông nói là ông phải tăng thuế của đại công ty, tăng thuế của những người mà thu nhập cực cao thì mới bị tăng thuế. Còn nếu mà chúng ta làm dưới 400 ngàn một năm thì không có tăng một penny, không có tăng một xu thuế nào hết trơn á. Cái đó là cái vấn đề. Thành ra nói anh khi mà anh nói trở lại Medicare, Medicaid, Donald Trump và phía Cộng hòa cứ nói là phải chặt Medicare, phải chặt Medicaid và giảm thuế, mà nhất là chỉ có giảm thuế cho người giàu thôi. Và ngược lại đó thì ông Biden nói rằng là bảo vệ Medicare, bảo vệ Medicaid. Khi mà tôi còn là tổng thống mà có nỗ lực đó, I will stop them, tôi sẽ chặn họ lại. Nói một cách dứt khoát. Đồng thời, tôi sẽ tăng thuế. Tôi muốn là tất cả những đại công ty, những đại gia phải có một cái chia sẻ công bằng với những cái người như ông Duyên, như ông Bách, như tất cả bao gần như là tất cả cộng đồng Việt Nam, trừ một một vài người hiếm hoi thôi, chứ còn đa số là chúng ta sẽ không có bị tăng thuế gì cả. Nhưng mà những cái người mà quá thành công, đại gia xứng đáng, không phải là trừng phạt họ, yêu cầu họ trả một cái fair share, có nghĩa là làm ơn kê vai vào gánh đều như là tất cả mọi người, thì đó là cái chương trình của tổng thống. Thì chúng ta thấy hai cái hình ảnh rất là trái ngược, một bên là chặt bớt cái đám nghèo, Medicare, Medicaid, những gì mà rất là cần thiết cho sức khỏe và sự sống của quý vị, tôi chặt hết, tôi giảm bớt hết. Và trong khi ông Biden thì nói không, tôi chẳng những không giảm mà tôi sẽ có những chương trình để mà lo cho người dân, lo cho người trung lưu, cho người bình thường nữa. Và tôi chỉ yêu cầu là đại công ty, đại gia đừng có ăn gian nữa, làm ơn tôi chỉ yêu cầu các ông là đóng đúng cái mức mà cần thiết để mà điều hành quốc gia. Quay trở lại bên Bắc. Dạ vâng, à, quý vị còn nhớ để nhắc là ông Ron DeSantis khi vận động tranh cử mà ông Trump không ra để mà có thể tranh luận đó, thì ông nói, tôi muốn ông Trump tới đây để trả lời, trong 4 năm của ông đã ra thâm thủng ngân sách là 8.000 tỷ đô la. 8.000 tỷ đô la, đó là Cộng hòa, tố cáo của Cộng hòa, nói ông Trump đó. Thì để quý vị thấy là ông Trump khi mà cái nhiệm kỳ mà ông làm từ năm 2017 cho tới 20 đó, thì quý vị biết là ông đã giảm thuế cho những người giàu mất đi khoảng 2.000 tỷ đô la. À, ở đây Đảng Cộng hòa của trước đây Đảng Cộng hòa truyền thống, thì quý vị biết Đảng Cộng hòa có khuynh hướng đó, là không đóng thuế cho không không đóng thuế người giàu, mà để cho họ có tiền để họ phát triển, họ công ty họ càng ngày phát triển, mướn nhân công, cái quan niệm của Đảng Cộng hòa. Nhưng mà quan niệm của Đảng Dân chủ rất là rõ đó, anh đã có may mắn, người giàu có may mắn có tiền tỷ đi, thì bây giờ phải share lại cho những người nghèo, họ không có cơ hội, con cái họ thiếu sữa, con họ mới sinh ra thiếu sữa, lớn lên không có tiền để đi học, mà không có tiền đi học thì tham gia vào xã hội thì gặp khó khăn, cho nên nâng đỡ những người nghèo, những người mà không có cái lợi tức cao để mà họ có tiền đi học. Cho nên Tổng thống Joe Biden mới có kế hoạch sẽ đóng thuế, tăng thuế cho những người từ 400 ngàn trở lên,
Cho nên quý vị phân biệt rõ ràng nha, ở đây là cái thuyết âm mưu họ nói ô cha ông Biden ly là ông tăng thuế chúng ta, nhưng mà thật sự xin lỗi người Việt Nam chứ ở ở Mỹ đó, chúng tôi nghĩ là từ cái thời dạng mà anh em HO đi theo diện HO mà qua đây hoặc sau này đi theo đó, thì đa số 70-80% của người Việt Nam có thể hưởng trợ cấp của từ y tế cũng như là housing cũng như nhiều cái phương tiện khác, chúng tôi thấy rất là nhiều. Nhưng mà quý vị đã quên một điều là cứ ô tôi thích ông Trump, ô ủng hộ ông Trump, nhưng mà quên một điều là ông Trump ông không thích những người ăn bóp vào xã hội, những người nghèo, ông cho rằng những người đó là không chịu đi làm, lười biếng. Và chính quý vị cũng có người nói như vậy, nói tôi ô ông Biden tăng thuế, nhưng mà hoàn toàn dứt khoát ông nói là những người mà có lợi tức dưới 400 ngàn không đóng một đồng thuế nào tăng thêm hết, chỉ có trên 400 ngàn mà thôi, mà những người này họ share lại với những người nghèo để mà nâng cho cái xã hội nó lên cao cho nó lòng bằng. Chính vì cái yếu tố này là cái yếu tố rất là quan trọng, bởi vì những người chúng tôi biết, ví dụ như quý vị Obamacare, quý vị đâu có biết là đa số những người làm neo, những người làm cái nghĩa là không phải là công ty đó, thì không có tiền mua bảo hiểm, cho nên phải mua Obamacare để cho nó giá nó rẻ. Vậy mà cũng chống ông Trump thì chủ trương là chống Obamacare, mà có những người này là đi theo ông Trump mà lại không biết là mình đang hưởng cái quyền lợi đó, là cái quyền lợi về phía đảng Dân Chủ, cái chủ trương của Dân Chủ, mặc dù tiền thuế nhưng mà chủ trương này là của Dân Chủ. Xin anh có thể cho biết cái quan điểm cũng như là những cái người để cho họ hiểu rõ, bởi vì người Việt Nam mình có nhiều lúc bà già trầu không biết tại sao nó tu cầu nguyện cho ông Trump hoài à, cho ông sống khỏe, tôi không biết sao mà bà không biết gì về chính trị hết, cho nên bị đầu độc rất là nguy hiểm, thưa anh Duyệt. Thì tôi nói ngắn thôi, tôi cũng cầu nguyện cho những người đó trở lại bên Bách. Bây giờ thì chúng ta có thể khép lại chương trình. Anh Duyên có điều gì nói thêm trước khi mình chia tay với quý khán giả? Dạ thưa không anh, hẹn nhau vào chương trình lần tới. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ để theo dõi chương trình với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin quý vị hỗ trợ bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu trong hai chương trình. Đó là chương trình Người Việt Channel và chương trình Đầu Gậy Cuối Bãi của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và chúng tôi nghĩ là hai cái chương trình này còn nhiều chương trình của các bạn khác đó, nó nói lên cái điều quan trọng là quý vị phải đi bỏ phiếu. Cái lá phiếu rất là quan trọng. Ví dụ như ở tiểu bang của chúng tôi, Ted Cruz là năm nay ra ứng cử thượng nghị sĩ, mà tên Ted Cruz này là cái tên gọi là Yano của ông Donald Trump. Tên này rất là tệ. Cho nên có một ứng cử viên của đảng Dân Chủ cũng ngon lành thì phải hỗ trợ, cho nên tất cả cái lá phiếu của mình rất là quan trọng. Nếu quý vị muốn bảo vệ nền dân chủ, muốn nước Mỹ là cái nơi mà gọi là ước mơ của quý vị để trở có một nền dân chủ là ngọn hải đăng của thế giới, thì chúng ta phải bảo vệ, bởi vì ông Trump là một người rất là nguy hiểm. Mà không phải chúng tôi nói, anh Duyên nói đâu, mà đây là quý vị qua báo đó, thì quý vị thấy ở bên Âu Châu các vị lãnh đạo ở Âu Châu họ quan tâm và họ tìm cách cái kế hoạch, cái kịch bản mà nếu ông Trump trở lại thì họ phải ứng phó ra làm sao. Đó là cái sợ của cả thế giới chứ không phải sợ cá nhân của chúng tôi để lo là bảo vệ nền dân chủ. Đến đây thì chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.